Tập 8. Báo cáo, phát hiện thêm hai ký hiệu nữa, một cái ở đường lớn, một cái ở đường nhỏ. Dò đường tiếp đi, đỏ. Anh Akasaka, xem ra bọn chúng đang muốn đánh lạc hướng chúng ta đây. Thì casino, cậu chỉ nói đúng một nửa thôi. Cậu đã từng nhìn thấy loại rắn có hai đầu hay chưa? Nó có hai cái đầu, có thể vừa thủ vừa công. Thiếu tá thật là anh minh. Vậy thì Hikashino phải vất vả rồi. Dẫn theo tiểu đội tiến hành truy kích lối trái. Tôi sẽ dẫn đại đội tiến hành truy kích lối bên phải. Nếu như có gì bất thường thì bắn đạn tín hiệu. Như vậy thì chúng ta sẽ có thể nhanh chóng chi viện cho nhau. Đó. Tiểu đội 1 đi theo tôi. Đó. Tiến lên. Sao thế? Hết xăng rồi. Chúng ta đi bộ đi. Anh nói xem, người đã cứu chúng ta hôm qua là ai vậy chứ? Không biết nữa. Cho dù là kẻ địch thì cũng nhắm vào hộp vàng. Hơn nữa bọn họ không phải là một bọn với đám người Nhật đó đâu. Đây là cái gì? Cô Đàm, sau khi mọi người ra khỏi thành đã đi đường lớn hay đường nhỏ vậy? Chúng tôi đã đi đường lớn. Đi đường lớn? Phim được dịch. Không phải tôi đã bảo mọi người đi đường nhỏ sao? Hỏng rồi. Sao thế? Chắc chắn bọn họ đã bị bọn Nhật phát hiện rồi. Cô Đàm, chúng ta nhất định phải đi vòng lên để tìm bọn họ trước khi bọn Nhật tìm thấy họ. Đi lối này. Nhanh lên. Mọi người nhanh lên. Phải bám sát phía sau nhé. Đại đương gia, đám này không phải quân Nhật, có đánh không? Đánh gì mà đánh? Không thấy bọn họ có súng sao? Chúng ta không làm mấy vụ thua lỗ này đâu. Rõ. Nhanh lên, theo sát đại đội trưởng. Phát hiện một dốc núi, chúng ta có thể ẩn nấp ở đó. Tốt lắm. Tiểu hiệp, làm ký hiệu đến đâu rồi? Xong cả rồi. Nhưng mà tôi phát hiện bọn họ đã chia làm hai hướng. Đám người Nhật này cũng thông minh đấy. Chúng ta coi thường bọn chúng quá rồi. Nhưng mà việc chia làm hai hướng cũng làm binh lực của chúng giảm đi không ít. Bất luận là bọn chúng đi đường nào thì tôi cũng tiếp tới cùng. Cả đội kiểm tra trang bị, chuẩn bị chiến đấu. Rõ. Đại đội trưởng Lê, dù nhiệm vụ có nguy hiểm thế nào, chỉ cần tôi có thể làm được, anh cứ việc nói với tôi. Dù sao cũng là vì tôi nên mọi người mới gặp phải nguy hiểm. Đừng nhiều lời, chúng ta thắng được mà. Đi thôi. Được, theo sát nhé.
Trong thời gian ngắn quân Nhật sẽ không đuổi kịp đâu. Chúng ta phải tranh thủ thời gian để tìm mấy người Lê Quốc Vinh. Bên này. Lão đại, có hai tên lính Nhật, có chơi không? Lính Nhật à? Tất nhiên phải chơi rồi. Không sao, là người Trung Quốc. Đứng yên, không được nhúc nhích. Đại đương gia, các anh em, trói hai tên Nhật này lại cho tôi. Rõ. Đại ca, trai đơn gái giết đi với nhau như thế này, hình như định lên núi để phong lưu khoái lạc đấy. Mau lôi đi chặt đầu cho tôi. Các anh mở to mắt ra mà nhìn đi, chúng tôi là người Trung Quốc. Cầm nhiều súng tới như vậy mà đến người Trung Quốc với người Nhật cũng không phân biệt được, có mất mặt không chứ? Người Trung Quốc, lũ người Nhật chúng mày là kẻ đáng hận nhất. Cách đây không lâu cũng chính là lũ người Nhật chúng mày đã giả làm người Trung Quốc tiến vào Tống Gia Đài, sát hại cả trăm mạng người trong thôn. Các anh em, băm bọn chúng cho tôi, dùng đầu của bọn chúng cúng tế cho vong linh của người dân. Chặt đi, chặt đầu bọn chúng, cúng tế vong linh, phải trả thù. Chặt chúng đi, chặt đi, chặt đầu bọn chúng. Từ từ, đợi đã nào. Làm gì vậy, đại ca? Tôi thấy cô ả người Nhật kia cũng xinh đẹp, hay là đưa về làm vợ anh đi. Đại ca, cậu nghĩ cái gì vậy? Con đàn bà Nhật đó xui xẻo lắm. Lôi sang một bên băm ả ta ra đi. Cái này, xui thì có xui, nhưng mà trước khi lấy mạng phải để tôi lục soát cơ thể cô ta đã chứ. Nói không chừng còn tìm ra được bảo bối gì đó cho anh đấy. Thôi được rồi, cảm ơn đại ca. Cầm lấy. Tránh ra đi. Đi, đi mau, nhanh lên. Anh muốn làm gì? Qua đây. Lôi hai người bọn họ qua hang núi bên kia rồi băm đi. Đợi đã. Tôi nói cho đám cướp các anh biết, bọn Nhật đang ở gần đây. Tốt nhất là các anh nên cẩn thận một chút. Bọn Nhật, tôi biết chứ. Chúng đã bị tôi tóm được. Giải đi. Đi mau. Đi. Đi mau. Nhanh lên. Đi nhanh lên. Đi mau. Đi nhanh lên. Nhanh lên. Lề mề quá vậy. Đi mau lên. Các anh em, có mai phục, rút mau. Nhanh lên. Là người Nhật. Không sao đâu. Không cần đuổi theo. Cởi trói cho họ. Cho hỏi hai vị đây là
Tôi là thiếu tá Yamaguchi, phụng lệnh của ngài Đô Ihara tới đây. Vị này là thuộc hạ không biết ngài đại giá quang lâm, thuộc hạ nhất định sẽ bảo vệ an toàn cho ngài. Mau phát tín hiệu cho thiếu tá Akasaka. Rõ. Thiếu tá, Hikashino bắn đạn tín hiệu, tăng tốc tiến lên, chi viện Hikashino. Rõ. Nhanh lên. Nhìn kìa, tín hiệu của bọn Nhật. Phim được dịch, nấp đi. Rõ, mau ẩn nấp đi. Mời ngài. Đại đội trưởng, có đánh không? Đợi đã, đợi bọn chúng lại gần thêm chút nữa đã. Tăng cường cảnh giác, mở mắt to lên cho tôi. Tôi thấy cũng gần được rồi đấy, đánh đi. Chuẩn bị. Chuẩn bị nào. Đợi đã. Trong đội phía trước hình như có nhị hổ và cô đàm. Anh nghiêm túc chút đi. Đừng đùa cợt nữa. Sao có thể là hai người bọn họ được chứ? Không sai, chính là bọn họ. Là bọn họ thật kìa. Đợi tôi phát tín hiệu nhé. Nhanh lên. Ngài có gì cần phân phó? Đi thôi. Nhanh lên. Nhị hổ, công tôn vũ. Không sao chứ? Nhị hổ, nếu không nhờ tiếng huyết sáo của tôi, chắc là anh đã bị bắn cho nát người rồi. Đó là do tôi mạng lớn thôi, anh về là được rồi. Hạ Linh sao rồi? Cô ấy bị thương có nặng không? Hiện giờ cô ấy đang ở đâu? Được rồi. Cô ấy ổn lắm, không cần phải lo. Nhị hổ, anh lợi hại thật đấy, dùng tới cả chiêu này nữa. Đúng là dù ném anh ở đâu, anh cũng sống được mà. Lần này không phải là chủ ý của tôi đâu, là của cô đàm đấy. Cô ấy còn bắt tôi giả câm nữa cơ. Anh tưởng không có bộ đồ này thì anh có thể an toàn được sao? Được rồi, về được là tốt. Quân Nhật tới rồi, mau ẩn nấp đi. Nhanh lên, bên này. Nhanh lên. Đội trưởng Lê, tôi đánh giá rất cao chiến lược quân sự của anh. Anh đã thoát khỏi tay tôi một lần rồi.
tôi sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ hai đâu. Hoặc là anh buông vũ khí đầu hàng, hoặc là tôi sẽ cho anh mất mạng tại đây. Anh tự mình chọn đi. Hay cho một quân nhân đế quốc Nhật Bản có tôn nghiêm, vậy mà lại bị một đám thương binh vô dụng như chúng tôi xoay như dế. Có ngon thì anh lên đây, tôi đợi anh. Đúng mặt, dồn hỏa lực, giữ hết cho tôi. Tôi bảo này, anh đi khuyên anh ta đi. Cứ như thế này thì khác nào nộp mạng chứ. Anh cùng anh ta trốn từ trong thành ra đây mà còn không hiểu tính của anh ta hay sao? Anh ta là người đứng đầu, nước đổ đầu việc, có nói cũng vô ích. Nhưng cũng đâu thể đồng quy vô tận được chứ. Có một cách đánh, gọi là anh đánh của anh, tôi đánh của tôi. Anh ta chơi liều mạng, còn tôi thì chơi chiêu. Vậy tôi sẽ đi theo anh. Hỏa lực của đám Nhật này cũng mạnh đấy nhỉ. Tôi bảo này, không phải anh nói có chiêu sao? Có phải định chạy không? Tôi sẽ chạy chung với anh. Nhị hổ, nếu anh muốn chạy, tôi sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Tôi nói muốn chạy lúc nào chứ? Hơn nữa, đến nước này rồi, chạy đi đâu được nữa? Vậy cũng không thể cứ tiếp tục đánh như vậy chứ. Anh mau nghĩ cách đi. Tôi có cách rồi. Nói đi. Lê Quốc Vinh, cho tôi mượn người của anh đi. Không được. Tại sao? Tôi là sĩ quan chỉ huy ở đây, binh lính của tôi phải do tôi quản lý, sao có thể cho anh mượn được chứ? Quy định có quan trọng bằng tính mạng không? Tình hình đang khẩn cấp, linh động một chút đi. Tiểu Cường, đánh tiếp cho tôi. Rõ. Lê Quốc Vinh, cái tính cứng đầu của anh sớm muộn cũng có một ngày hại anh mất mạng. Anh, qua đây cho tôi. Anh định trốn phải không? Anh tưởng tôi là anh chắc, anh thì biết cái gì, cái này gọi là chiến thuật đấy. Làm gì vậy? Tiểu Cường, tôi không biết về quy tắc làm lính, tôi có chuyện muốn hỏi anh, để lát nữa đi. Lát nữa, còn đợi nữa thì mọi người sẽ chầu trời đấy. Tôi không sợ, tôi biết là anh không sợ. Nhưng mà, anh có muốn mất mạng không? Tôi không muốn, tôi còn muốn về nhà gặp mẹ tôi nữa. Bây giờ tôi có chiêu này, có thể tiêu diệt bọn Nhật. Anh nói đi, qua đây. Thế nào? Không được đâu. Anh cũng biết tính của đại đội trưởng mà. Đừng nhắc đến anh ta nữa. Nếu không nhờ có tôi, đại đội trưởng của các anh mất mạng từ lâu rồi. Tiểu Cường, tôi có bao giờ hại các anh không? Chưa từng. Vậy là được rồi còn gì. Đi đi. Có được không vậy? Đi đi. Nhanh lên. Tôi nói anh nghe. Được. Cô Đàm, tôi đang bận. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Anh nói đi, qua đây. Được. Thế nào? Có được không đấy? Tôi không biết nữa. Nhưng mà tôi biết, nếu còn tiếp tục thế này, chúng ta sẽ mất mạng ở đây. Liều một phen đi. Được. Tôi nghe anh, rõ cả chưa? Có được không đấy? Tất nhiên là được rồi. Anh mau qua đó đi. Dừng bắn. Đại đội trưởng Lê, đại trưởng phu, cầm được thì buông được. Anh đừng vì một khắc làm anh hùng mà bắt nhiều người phải liều mạng vì anh. Bọn Nhật kia trốn ở đó lắm lời làm gì chứ. Có giỏi thì qua đây. Ông đây đợi chúng mày. Tên đốn mặt. Đợi đã. Lũ Nhật kia, nghe ông nói đây. Ông đây nói cho các người biết, nếu như ông đây mất mạng dưới tay chúng mày thì đúng là một sự sỉ nhục quá lớn. Cô Đàm, cô biết tiếng Nhật, cô nói vài câu đi. Đúng mặt. Bọn chúng đang kéo dài thời gian, tăng cường hỏa lực, tiêu diệt bọn chúng. Tiểu Cường, chỉ có chừng này thôi. Năm cái chắc là đủ rồi. Nhị hổ,
Rốt cuộc là anh định giở trò gì vậy? Tôi nói cho anh nghe, những thứ này có thể cứu mạng các anh đấy. Tiểu Cương, có, còn đạn nữa không? Cẩn thận đấy. Đại đội trưởng, sắp hết đạn rồi. Các anh em, cho dù có mất mạng cũng phải kéo theo bọn chúng. Bắn tiếp cho tôi, bắn. Anh ta đang làm gì vậy? Làm thế thì khác nào lãng phí đạn chứ. Sao các cậu lại dừng bắn rồi? Bắn tiếp cho tôi. Đại đội trưởng Lê, cô muốn làm gì? Đại đội trưởng Lê, bây giờ nhị hổ có một cách cần anh phối hợp một chút. Đang đánh nhau với Nhật đấy, trả súng cho tôi. Xin lỗi, nhưng anh cho nhị hổ vài phút đi. Nếu như có vấn đề gì, anh muốn thế nào cũng được. Anh ta nói linh tinh mà cô cũng tin. Tôi tin. Tôi cũng tin. Đại đội trưởng Lê, lần này anh cứ tin ở nhị hổ đi. Anh ấy có thể cứu chúng ta thật mà. Đại đội trưởng, tin anh ấy một lần đi. Cậu, dừng bắn. Bọn chúng hết đạn rồi. Dùng lưỡi lê. Rõ. Tiến công. Bọn Nhật tới rồi. Bọn Nhật kia, ông tiện chúng bay lên Tây Thiên. Không thể trông vào nhị hổ được. Mọi người liều đi. Làm tốt lắm, giỏi lắm nhị hổ. Anh lắm chiêu thật đó. Các anh em, xông lên cho tôi. Rõ. Đúng mặt. Rút lui, mau rút lui. Rõ. Xông lên, lấy mạng chúng. Xông lên. Bọn chúng muốn chạy, đuổi theo, đừng đuổi nữa. Thấy ổn rồi thì thôi, để bọn chúng sống thêm một khoảng thời gian nữa vậy. Nhị hổ, tôi biết ngay là tin anh sẽ không sai đâu mà. Anh nhị hổ, anh đúng là thiên binh thiên tướng. Tôi còn tưởng là mất mạng chắc rồi nữa. Anh giỏi lắm. Nhìn biểu cảm vừa nãy của bọn chúng, còn tưởng là có động đất nữa chứ. Lê Quốc Vinh, thấy thế nào?
Anh muốn làm gì? Lần này tôi nợ anh. Được rồi, đi thôi. Các anh em, thu dọn chiến trường. Đó. Cái này. Cái này còn dùng được. Cái này nữa. Lão gia, canh của tiểu thư đã hầm xong rồi. Cứ để đó đi. Dạ. Lão gia, có tin của vương quản gia rồi. Lão vương sao rồi? Ông ấy bị người Nhật lấy mạng rồi. Nghe người ở bệnh viện nói, ông ấy vì bảo vệ tiểu thư nên mới bị người Nhật lấy mạng. Lão Vương, là tôi đã hại ông. Đi mua một cổ quan tài thật tốt, an táng tử tế cho ông ấy. Dạ thưa lão gia. Đợi đã. Dặn dò những người khác, tuyệt đối không được nói chuyện này cho tiểu thư biết. Dạ. Đi đi. Tiểu Linh, nào, chịu khó bồi bổ thì mới nhanh hồi phục. Cha, là con gái bất hiếu đã làm cha lo lắng. Xem con nói kìa, chỉ cần con bình an là cha yên tâm rồi. Đừng nghĩ nhiều nữa nha, dưỡng bệnh cho khỏi rồi tính sau. Cha, cha nói xem, liệu anh Lê có gặp nguy hiểm gì không? Hãy nhắc tới cậu ta là cha lại không vui. Con thành ra như vậy rồi mà còn nghĩ cho cậu ta nữa. Cậu ta quan trọng hơn mạng sống của con sao? Cha, anh Lê thông minh đại nghĩa, vì quốc gia mà không ngại hy sinh. Nếu như mỗi một người Trung Quốc chúng ta đều có thể giống như anh ấy, vậy thì lũ người Nhật làm sao có thể hung hăng như bây giờ được chứ? Thôi được rồi, chúng ta không nói nữa. Không nói nữa. Nào, ăn đi con. Cha, sao chú Vương lại không tới thăm con vậy? Ông ấy tới xưởng rượu rồi. Nhà nhiều việc, ông ấy bận lắm. Con mau ăn đi. Không được rồi, tôi mệt rồi, không đi nổi nữa. Nghỉ một lát đi. Anh nói đi, đi tiếp hay nghỉ ngơi? Vậy thì nghỉ ngơi tại chỗ đi. Tiểu Cường, có, sắp xếp người thay nhau canh gác. Đó. Tiểu Tàu, anh trực ca đầu. Đó. Lên đó nghỉ ngơi một lát đi.
Tôi tự lên được. Lên đi. Tất cả đứng yên, đứng yên, không là ông lấy mạng cả lũ đấy. Công Tôn Vũ, bọn họ đông người hơn, tước hết vũ khí của chúng. Đưa đây, đưa đây mau, nhanh lên. Tôi là Hồ Bảo. Hung hồn thì đứng yên. Anh chính là trại chủ Hồ của Long Đầu Trại. Đừng có bày đặt làm thân với tôi. Lũ Nhật các người lén lút lên núi Vân Môn của tôi để làm gì hả? Mắt anh bị lé hả? Ai là người Nhật chứ? Đừng mà, đại ca. Tôi sai rồi. Cậu chán sống rồi sao? Cút. Cậu, tránh ra cho tôi. Nói cậu đấy, tránh ra. Tôi nhìn thấy cậu từ nãy rồi. Còn nhận ra tôi không? Cậu từng bị bọn tôi bắt được một lần, cuối cùng lại được lũ Nhật cứu đi. Cậu không phải người Nhật thì tại sao bọn Nhật lại cứu cậu chứ? Giải bọn chúng về trại. Đi mau. Đại đội trưởng, đi mau. Bình tĩnh, nhanh lên. Đi. Đi mau lên. Nhanh lên. Đi mau. Nhanh lên, đi nhanh lên. Đi nhanh lên đi. Đi thôi. Nhiều thật đó. Nhị đương gia, tất cả vũ khí của bọn chúng đều ở đây. Cái này tặng anh. Đi đi. Xui xẻo thật. Thoát được bọn Nhật lại rơi vào tay bọn cướp. Tiểu hiệp, tôi nói anh nghe, thông thường kẻ mà bọn cướp lấy mạng đầu tiên là tên nhát gan nhất đấy. Đại ca, người anh em, lấy mạng trước hay sau, sớm muộn gì cũng lấy mạng. Lát nữa tôi sẽ cho đầu các cậu bay màu hết. Đại ca, đám người này lai lịch không rõ, nói không chừng là người của bọn Nhật đấy. Chúng ta phải suy nghĩ kỹ, không được vội. Vì chúng là người Nhật nên tôi muốn lấy mạng chúng. Tôi sợ chúng sao? Trại chủ Hồ đã nghe danh từ lâu. Trại chủ Hồ là người trượng nghĩa, hữu dũng hữu mưu. Nhưng mà không ngờ gặp mặt lại không bằng nghe danh. Quả thực là khiến tôi thất vọng. Anh thì thất vọng, còn tôi là quá thất vọng luôn. Đại ca, anh nghe đi, giọng của chúng tôi giống bọn Nhật lắm sao? Quân địch sẽ nói chuyện nhẹ nhàng với anh thế hả? Còn lắm lời nữa là tôi bắn cậu đó. Đại ca, chúng ta nên thận trọng thì hơn. Lỡ như hại nhầm người tốt, để truyền ra ngoài sẽ bị người ta chê cười đấy. Hại nhầm người ư? Cùng lắm tôi trả mạng cho bọn họ là xong. Nhưng nếu là bọn Nhật, tôi sẽ không thả bọn chúng đi. Đợi đã. Trại chủ Hồ, không phải anh nói anh muốn đánh bọn Nhật sao? Tôi có một chuyện có thể chứng minh. Trên đường chúng tôi tới đây đã đấu với bọn Nhật một trận ở núi Mao Nhĩ, lấy mạng không ít lính Nhật. Nếu anh không tin, có thể cho thuộc hạ của mình qua đó xem thử. Cậu nói thật chứ? Hoàn toàn chính xác. Nếu như tôi nói dối nửa lời,
Các anh quay lại lấy mạng chúng tôi cũng không muộn. Được, xem thì xem. Nhị đương gia, Tuyết Minh và Lồng Tiếng, cậu dẫn người qua đó xem sao đi. Được, đi thôi. Vâng, cậu còn mặt mũi quay lại gặp tôi sao? Một đám người mà không bắt nổi Dương Nhị Hổ, còn hao binh tổn tướng nữa. Xin đại tá hãy trừng phạt tôi. Trừng phạt cậu thì có ích gì? Cái tôi cần là hộp vàng, cậu hiểu không? Là hộp vàng. Còn đứng đó làm gì nữa? Mau đi tìm đi. Đó, nhị đương gia, đừng núi hoang vu thế này lấy đâu ra bọn Nhật. Hơn nữa, bọn họ chỉ có mấy người sao đánh lại bọn Nhật? Nhiều lời làm gì chứ? Tìm kỹ xung quanh cho tôi. Nhị đương gia, anh xem. Đi thôi. Qua đây, ném đống thi thể này xuống núi cho tôi. Hành động nhanh lên. Nhưng mà đại đương gia nói. Đại đương gia với nhị đương gia cái gì chứ? Ở đây tôi lớn nhất, phải nghe lệnh tôi. Các cậu nghe rõ cho tôi. Lát nữa về tới Long Đầu Trại, kẻ nào dám nói chuyện nhìn thấy lính Nhật ở đây, cho đại đương gia biết thì đừng trách tôi không khách khí. Rõ. Nhanh lên. Đại Long, hà tất anh phải khổ như vậy chứ? Chỉ cần anh nói cho tôi biết tung tích của nhị hổ, tôi lập tức thả anh về nhà. Nằm mơ đi. Gõ cửa. Ai đó? Làm gì đây? Tôi là bạn của hội trưởng Lương. Tôi có chuyện quan trọng cần tìm ông ấy. Bạn sao? Sao tôi chưa từng gặp cậu? Cậu tên gì? Đỗ Tam. Anh cứ vào nói là tôi muốn gặp hội trưởng Lương. Hội trưởng là người cậu muốn gặp là gặp sao? Tôi có chút quà thể hiện lòng hiếu kính. Cái này là cho hội trưởng Lương. Đợi đó. Hội trưởng, ngoài kia có một tên, tên là Đỗ Tam, mang theo quà, đòi gặp anh cho bằng được. Quà sao? Đúng vậy, cậu ta đeo một cái túi, không cho tôi đụng vào. Cậu ta cứ nằng nặc đòi gặp anh. Đỗ Tam, tôi đâu có quen người này. Hay là để tôi đuổi cậu ta đi nhé. Đợi đã, cho cậu ta vào đi. Rõ. Vào đi, hội trưởng chúng tôi mời cậu vào. Hội trưởng, chính là cậu ta. Hội trưởng Lương, tôi là Đỗ Tam. Hôm nay mạo muội tới đây thăm anh. Đỗ Tam, tôi có quen cậu sao? Chắc chắn là có quen. Tôi là Tam Đương Gia của Long Đầu Trại. Long Đầu Trại, bước sau. Đứng yên, cậu đứng yên cho tôi. Hội trưởng Lương, anh đừng kích động được không? Hôm nay tôi tới tặng quà cho anh mà. Tặng quà? Quà đâu? Quà ở đây, anh cứ bỏ súng xuống trước đã. Bỏ xuống đi. Chúng ta nói chuyện chính, được không? Tôi phụng lệnh nhị đương gia Đường Phong của Long Đầu Trại tới để nương nhờ hoàng quân. Cũng tại đại đương gia hồ bảo của chúng tôi cả, suốt ngày chống đối hoàng quân. Anh ta hồ đồ, hại chúng tôi ngộ sát hoàng quân, đúng là tội đáng xử bắn. Vậy nên ý của nhị đương gia chúng tôi là muốn nhờ anh nói giúp chúng tôi vài câu trước mặt hoàng quân. Nếu như hoàng quân có thể không truy cứu chuyện cũ, chúng ta sẽ cùng nhau lấy mạng hồ bảo. Chúng tôi sẽ mang người mang súng tới đầu hàng. Thế nào? Cậu nói thật chứ? Tất nhiên là thật rồi. Anh nhìn đi,
mang cả lễ vật đến cho anh rồi này. Để tôi cho anh xem. Vàng thỏi. Không, cái này không phải cho anh, cái này là để biếu đại tá Okamura. Số tiền này mới là quà biếu anh. Cầm đi. Hội trưởng Lương, anh đừng chê ít. Ngày tháng của chúng ta còn dài, chúng tôi có người có súng, sau này nhất định sẽ được hoàng quân trọng dụng. Vậy thì như cá gặp nước rồi còn gì. Chúng tôi sống tốt, anh cũng được thơm lây mà. Tôi cũng được thơm lây. Tất nhiên rồi, đây là chuyện tốt mà. Đỗ Tam, bây giờ tôi đưa cậu đi gặp đại tá Okamura. Đợi tôi một lát, tôi vào trong thay quần áo rồi chúng ta đi luôn. Cảm ơn hội trưởng Lương. Vào đây. Mơ đẹp nhỉ. Trọng dụng các người, thì ông đây làm gì còn chỗ đứng. Phải đấy hội trưởng, cậu ta quá đáng lắm rồi. Lát nữa ra ngoài, nhìn sắc mặt của tôi mà hành xử nhé. Ý của hội trưởng là sao? Rõ. Đỗ Tam, đi thôi. Được.